Chào các bạn, như vậy là sự kiện Đạo của Triệu Long Sư đã ra mắt được một khoảng thời gian và các loài rồng đang nhanh chóng tìm kiếm nhà vô địch mới của riêng bản thân mình. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Các chiến binh rồng trong sự kiện này đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng, đều đang có vị trí nhất định tại vai trò chính mà họ đang sở hữu. Và trong nội dung video ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua sức mạnh các loài rồng ở meta hiện tại. Và liệu khi khoác lên mình những trang phục bắt mắt của dòng chiến binh rồng thì bạn có thêm điều gì đặc biệt hay không nhé? Bắt đầu thôi! Kai'Sa, đâm phá thần long. Một xạ thủ gần như chạm đến ngưỡng của sự toàn diện, gần như không bị thay đổi xuyên suốt meta, đó chính là Kai'Sa. Sau rất nhiều những thay đổi biến động của các phiên bản, đặc biệt là ở thời điểm các trang bị chí mạng xuất hiện và lên ngôi, thì Kai'Sa vẫn không mất đi khả năng vốn có của mình. Hiếm có một xạ thủ nào vừa có thể gây DPS, sát thương theo thời gian tốt, vừa có thể sốc sát thương và tiếp cận đối thủ từ xa, lại còn có thể lẩn trốn với khả năng tàng hình và sở hữu nguồn sát thương hỗn hợp cả phép lẫn vật lý như Kai'Sa. Điểm yếu của cô ta có lẽ đến từ việc bạn cần phải đảm bảo khả năng farm ổn định để đến khi dòng nguyên tố đầu tiên có mặt thì gần như chúng ta phải nâng cấp hoàn thiện cơn mưa Ikathia. Với cách chơi của đa phần player Kai'Sa hiện nay, việc có cho mình 3.000 vàng để hoàn thiện kiếm BF, giao đồ tể, kèm một kiếm dài là cách tối ưu nhất cũng như dễ dàng nhất cho việc nâng cấp kỹ năng đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành lưỡi gươm suy vong, liên tiếp kiếm trích để nâng cấp kỹ năng tích tụ năng lượng, rồi hoàn thành kiếm năng lượng Solari. Các trang bị còn lại thì cứ như trên màn hình là ổn áp. Trong một số trường hợp, kiếm năng lượng cũng có thể thay thế bằng dao điện static, đại bác liên thanh hay ma vũ song kiếm tùy tình hình trận đấu. Nhưng nhìn chung, lối chơi Kai'Sa phổ biến hiện nay vẫn là tập trung vào việc nâng cấp kỹ năng 1 và 3, sau đó build theo hướng gây sát thương vật lý, đi kèm một chút khả năng phòng ngự, để những tình huống lao vào không bị sốc sát thương quá nhanh. Khi khoác lên người bộ trang phục Kai'Sa đâm phá thần long, bạn còn được phù trợ bởi sức mạnh của loài rồng hai đầu đến từ vực sâu với sắc xanh lục huyền ảo. Hoạt cảnh động tác đánh thường của Kai'Sa có thêm hiệu ứng bắn ra các tia nước cùng tiếng động rất chân thực. Cơn mưa Ikathia sẽ tung ra các vẩy rồng liên tục vào người đối thủ, trong khi tia truy kích sẽ là cuộc dạo chơi của chú rồng hai đầu đến một khoảng cách khá xa. Đặc biệt, động tác biến về của Kai'Sa đâm phá thần long cũng sẽ gọi ra loài rồng hai đầu này từ phía dưới đất chui lên, bảo trợ cho Kai'Sa về với bệ đá cổ một cách an toàn. Aurelion Soul, lôi vân thần long. Thống trị ở khu vực đường giữa và là kiểu mẫu của pháp sư kiểm soát thiên hướng đẩy đường mở giao tranh, đó chính là Aurelion Soul. Mặc dù bị giảm một chút sức mạnh ở phiên bản 2.5, thế nhưng điều đấy chỉ đơn giản khiến cho rồng nhà ta trở nên hiền hòa một chút so với đại đa số các pháp sư khác mà thôi. Đặc tính của Aurelion Soul là nội tại luôn có 3 chòm sao quay xung quanh bản thân, cộng với khai mở thiên hà có khả năng mở rộng chòm sao kèm gia tăng sát thương, nên Aurelion Soul có thể đẩy đường rất nhanh so với các đồng nghiệp ở khu vực đường giữa khác mà không thiệt hại quá nhiều năng lượng. Với lợi thế này, việc của bạn không phải là cố gắng trao đổi chiêu thức với đối thủ. Cách chơi đúng khi có rồng thần là tận dụng khả năng đẩy lính để đảo sang các đường khác hay hỗ trợ cùng người đi rừng trong việc kiểm soát tài nguyên. Du hành không gian cũng sẽ giúp Aurelion Soul đảo đường nhanh chóng qua việc bay qua các địa hình có sẵn trên bản đồ. Cộng thêm, nếu bạn tích tinh vân cầu trước đấy thì một cú choáng siêu lớn sẽ là dấu chấm hết cho đối thủ. Trong giao tranh, nhiệm vụ của bạn sẽ là khai màn với tinh vân cầu, liên tục cạ bi bằng chòm sao và kết liễu đối thủ với sóng ánh sáng, hoặc khi bị áp sát trong những tình huống nguy hiểm. Muốn được vậy, các trang bị cho Aurelion Soul thường sẽ song hành giữa sức mạnh phép thuật và một chút máu cộng thêm, tiêu biểu như Trợ Trường Sinh, Quỷ Thư Morello, Mặt Nạ Đọa Đầy Lanrai hay Triệu Valery Lai. Combo du hành không gian kèm tinh vân cầu nên được sử dụng trước thềm giao tranh để gia tăng thêm tầm tác động của kỹ năng này đến điểm nóng trên bản đồ. Càng làm choáng được nhiều mục tiêu, đồ của bạn càng có lợi thế. Khi sở hữu trang phục Aurelion Soul, lôi vân thần long, bạn sẽ không tăng thêm chút sát thương nào cho những chòm sao xung quanh. Nhưng trang phục này sẽ biến chú rồng thành Aoshin với khả năng làm chủ bão tố lẫn sấm sét. Với sắc xanh trắng, tinh vân cầu không khác gì một trận siêu bão với hiệu ứng chớp điện và đám mây u ám xám xịt vây quanh. Trong khi đó, sóng ánh sáng sẽ là luồng sét tối thượng với độ giật tối đa lên bất kỳ ai dám ngạo mạn thách thức rồng ta. Cuối cùng, vì đang tìm kiếm kẻ làm chủ sức mạnh của bão tố, Aurelion Soul, lôi vân thần long, khi biến về sẽ trèo lên một mỏm núi đá cao chót vót để chờ đợi những ai đủ can đảm và bền bỉ leo lên được tới đỉnh. Những ai đủ dũng cảm để đẩy lùi cái ác, bất kể sự tổn hại đến chính bản thân mình. Ash, mộc linh thần long. Một xạ thủ khác cũng đang được tăng sức mạnh trong bản cập nhật 2.5, đó chính là Ash. Tỷ lệ làm chậm mỗi cấp được gia tăng ở cả mức độ cơ bản lẫn khi có chí mạng, giúp Ash dễ dàng thả diều cũng như giữ chân đối thủ lâu dài hơn. Khác với Kai'Sa,
Ash vốn không sở hữu độ cơ động lẫn khả năng tiếp cận đối thủ nhanh chóng. Trái lại, cô nàng lại rất kém cơ động và không có kỹ năng tự bảo vệ bản thân cụ thể nào. Bù lại, Ash mang về cho đội những thứ mà không có bất kỳ xạ thủ nào có được. Đó là khả năng cung cấp tầm nhìn lẫn mở giao tranh và làm choáng đối thủ từ bất kỳ đâu trên bản đồ. Bí thuật này nằm ở kỹ năng ưng tiễn có thể soi map rất tốt. Một Ash ở trình độ cao với những pha bắn ưng tiễn từ sớm có thể cung cấp cho người đi rừng biết phòng rừng của đối thủ là gì, từ đấy lên các phương án đối phó. Hay nếu giả dụ đội bạn chưa có mắt ở các khu vực tài nguyên quan trọng thì ưng tiễn cũng sẽ đáp ứng được điều đấy. Đó là chưa kể nó cũng có thể soi sáng và phát hiện các mắt được cắm trước đấy từ đối phương. Như đã nói, khả năng chủ động mở giao tranh của Ash là miễn bàn, bởi đại băng tiễn cũng có tầm thi triển không giới hạn. Nó còn có thể làm choáng đối thủ rất lâu, miễn bạn lái tên chuẩn xác. Tuy nhiên, nếu chỉ có những thứ kể trên mà xem thường khả năng gây sát thương của Ash thì bạn đã lầm. Bởi nếu như chú tâm tiễn được cộng đủ số cộng dồn thì Ash cũng có thể gây hàng tấn sát thương lên mục tiêu, trong khi tán xạ tiễn hỗ trợ làm chậm kèm giữ vị trí tốt hơn. Lối chơi Ash hiện nay thiên nhiều về việc farm, tích lũy các trang bị chí mạng để tăng cường thêm khả năng làm chậm. Do đó những món đồ như huyết kiếm, vô cực kiếm kèm cuồng cung runan sẽ là các trang bị cần có để bạn bắn vừa đau, vừa tạo hiệu ứng lên nhiều mục tiêu trong giao tranh. Khi khoác lên mình bộ trang phục Ash, Mộc, Linh, Thần Long, bạn sẽ còn được nhận sự bảo hộ của loài rồng đến từ rừng sâu. Với sắc xanh lục và hồng làm chủ đạo, mũi tên đại băng tiễn bắn ra sẽ có sự song hành của hai chú rồng nhằm tiếp thêm khả năng chính xác cho bạn bè lái. Trong khi ưng tiễn sẽ gọi ra một chú rồng nhí cực kỳ đáng yêu, chu du khắp bản đồ. Mộc, Linh, Thần Long là một chú rồng hòa đồng, hết lòng bảo vệ và trung thành với chủ nhân. Loài rồng này yêu hòa bình nhưng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người thân yêu trước những mối nguy hại trước mắt. Brand, Hằng Cửu Thần Long. Cùng với Vega, Brand cũng là pháp sư được ra mắt trong khoảng thời gian gần đây. Dù không cơ động và đẩy đường tốt như Aurelion Soul, nhưng sở trường của Brand là khả năng gây sát thương theo thời gian, lẫn đem lại lượng sức mạnh dồi dào trong những giao tranh tổng. Chính vì điều này mà đôi khi thay vì đứng giữa, người chơi cũng sử dụng Brand ở vai trò hỗ trợ như một biện pháp gây áp lực từ sớm lên đối phương. Bởi hiếm có vị tướng nào có cả 4 chiêu thức lẫn nội tại đều gây sát thương được như Brand. Các combo của Brand cũng đa dạng và nhiều cách kết hợp khác nhau. Chi tiết mời các bạn xem lại video hướng dẫn chuyên sâu Brand, link trong phần mô tả nhé. Nhưng nhìn chung khi chơi Brand, chúng ta sẽ cố gắng làm choáng được đơn mục tiêu, trong khi áp dụng hiệu ứng bỏng lên chúng rồi lan sang các đơn vị khác nhằm tạo nên nguồn sát thương diện rộng trong combat. Vì kém cơ động nên Brand sẽ ưu tiên các trang bị bổ sung thêm máu lẫn phép để sống dai hơn, gây sát thương lâu dài hơn. Quỷ thư Morello và mặt nạ đoạn đầy Landry là những thứ mà gần như bắt buộc bạn phải có. Đồng thời cân nhắc ngọc bổ trợ tăng tốc pha nếu đối phương mạnh ở khoản áp sát mục tiêu. Khi sở hữu trang phục Brand, Hằng Cửu Thần Long cũng đồng nghĩa với việc bạn đã lập một khế ước giao kèo với tử thần. Bởi loài rồng này nắm giữ thời khắc sinh tử, cai quản sự sống lẫn cái chết. Tông màu tím chủ đạo của loài rồng này sẽ theo bạn xuyên suốt trận đấu. Nổi bật nhất là khi sử dụng cột lửa, dấu ấn rồng thiêng sẽ được tạo ra trên mặt đất và loài rồng sẽ từ dưới đất trồi lên, gieo rắc sức mạnh hắc ám lên đối phương. Đó là chưa kể, Brand Hằng Cửu Thần Long sẽ gọi trực tiếp loài rồng này ra khi sử dụng chiêu cuối, bão lửa. Nó sẽ tự tìm đến các mục tiêu khác lân cận để tha hóa chúng, gieo rắc cái chết rồi kéo chúng xuống địa ngục. Hẳn chỉ có những kẻ được ban phước lành của loài rồng mới có thể chống lại sự bành trướng của Brand Hằng Cửu Thần Long mà thôi. Master Yi, Phong Vân Thần Long. Đã có bão tố, ắt sẽ có cuồng phong. Và Master Yi sẽ đem đến không chỉ kiếm thuật Guju mà còn là trận cuồng phong của loài rồng. Được biết đến là vị tướng quốc dân ở những bậc rank thấp, Master Yi hoành hành với ngưỡng sức mạnh đến từ giai đoạn sau của trận đấu khi đã có được một vài trang bị chân phái. Tiêu biểu nhất có thể kể đến gươm của Vô Vô Danh, kiếm năng lượng Solari và đoàn đao Navari để bổ sung thêm khả năng chí mạng, tốc đánh kèm hồi chiêu cho tuyệt kỹ Alpha. Hãy chú trọng vào việc kiểm soát tài nguyên, farm rừng đầu trận với Master Yi, bởi bạn chẳng có khả năng khống chế lẫn sát thương nếu so với đại đa số đồng nghiệp khác bên kia chiến tuyến đâu. Sau khi có được cấp độ tương đối đầy đủ, việc bạn cần làm lúc này là lựa chọn thời điểm để lao vào giao tranh, bởi Master Yi chỉ có thể kích hoạt được khả năng của mình khi tham gia hạ gục thành công. Hãy để cho các kỹ năng quan trọng, những chiêu thức khống chế của đối thủ được tung ra trước. Sau đó bạn mới tiến hành kích hoạt chiến binh sơn cước để lao vào, tập trung vào các mục tiêu máu giấy, các đơn vị ít có khả năng đào thoát hay mất đi phép bổ trợ trước đấy để tấn công. Tận dụng tuyệt kỹ Alpha để ẩn mình trong thoáng chốc, né tránh sát thương và tiếp cận đối thủ. Hạ gục thành công là bạn sẽ có tiền đề để tiếp tục vét những mạng tiếp theo nhờ cơ chế hồi chiêu độc đáo. Khi được trang bị sức mạnh của rồng gió, Master Yi, Phong Vân Thần Long
thay đổi cả ngoại hình lẫn giọng nói. Khi thiền sẽ có thêm một chú rồng quay xung quanh. Nhưng đặc biệt hơn hết, đó là lúc Master Yi kích hoạt chiêu cuối, chiến binh Sơn Cước. Lúc này Yi sẽ khoác lên mình một trang phục hoàn toàn mới, đồng thời cưỡi trên lưng một con rồng gió với tốc độ rất cao, loại bỏ mọi làm chậm, đồng thời hô vang sức mạnh của loài rồng này để tự tin hơn khi tiếp cận đối phương. Là người thấu đáo và tĩnh tâm, Master Yi, Phong Vân Thần Long, biết rõ mục đích của mình và luôn đảm bảo sẽ đạt được nó. Vừa rồi là tổng quan sức mạnh của biệt đội Thần Long. Những chiến binh rồng mang trong mình những sức mạnh khác nhau đã đặt chân đến vùng đất Runeterra trong thời gian vừa qua. Liệu rằng ai sẽ được ban phước lành? Ai sẽ xứng đáng sở hữu nguồn tri thức và khả năng của loài rồng? Hãy cùng để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận cho mọi người được biết. Và đừng quên chọn phe cho bản thân trong sự kiện đạo của Triệu Long Sư nhằm mang về những phần thưởng giá trị nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những nội dung lần sau.